Gia đình bốn người chiến thắng Covid-19 sau 10 ngày điều trị tại nhà. Dù nhiều hôm khá mệt nhưng không khi nào anh Huân dám ngủ một mạch. Đêm nào, anh cũng hẹn đồng hồ báo thức lúc 0 giờ và 4 giờ để dạy đo nồng độ oxy cho cả nhà, đặc biệt là cho hai con nhỏ. Máy máy đo SPO2 vô cùng quan trọng. Anh Cao Huân sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh có vợ công tác tại một bệnh viện của thành phố. Do đặc thù công việc, vợ anh luôn phải test COVID-19 định kỳ 3 ngày một lần. Ngày 13 tháng 8, Chị được lấy mẫu xét nghiệm và nhận kết quả dương tính. Ngay sau đó, ba cha con anh được trung tâm y tế phường lấy mẫu xét nghiệm PCR và cả ba đều nhận kết quả dương tính. Điều anh lo lắng nhất là sức khỏe của hai con mình, bé gái 7 tuổi và bé trai 6 tuổi. Tuy vậy, vừa qua nỗi sợ hãi ban đầu, anh Huân bình tĩnh lên kế hoạch để gia đình đối mặt với COVID-19, nhận thấy tình hình các bệnh viện đang quá tải, trong khi gia đình có vợ là bác sĩ Điều kiện phòng ốc trong nhà đủ đảm bảo mỗi người một phòng riêng biệt nên anh Huân chủ động xin cho gia đình được điều trị ở nhà. Đồng ý với đề xuất của gia đình anh Huân, chính quyền và trung tâm y tế phường đã hướng dẫn các kiến thức cần thiết khi trị bệnh tại nhà, đồng thời hỗ trợ tiếp tế thuốc men và thực phẩm cho gia đình anh. Anh cũng lưu sẵn thông tin, số điện của trung tâm y tế phường để đề phòng tình huống khẩn cấp, qua tìm hiểu các hướng dẫn về việc chăm sóc f không tại nhà, ngoài thuốc hạ sốt, anh Huân trang bị thêm bình oxy Máy đo nồng độ oxy SPO2 và thuốc chống đông máu, anh Huân chia sẻ, nếu chúng ta quyết định điều trị COVID-19 tại nhà thì cần chuẩn bị đầy đủ theo hướng dẫn. Khi dùng máy đo SPO2 mà oxy dưới 93 là thấp, người bình thường lượng oxy phải từ 95 trở lên. Phát hiện thiếu oxy thì phải gọi bác sĩ trung tâm y tế ngay để họ hướng dẫn uống thuốc và thở bình oxy. Những ngày căng thẳng, sau khi chuẩn bị đầy đủ thuốc men và các vật dụng cần thiết, anh Huân theo sát tiến triển bệnh của bản thân và gia đình. Có lẽ do đã được tiêm vaccine, vợ anh Huân đã tiêm đủ hai mũi, còn anh đã tiêm một mũi nên những ngày đầu, vợ chồng anh không thấy mệt mỏi, ho sốt hay đau họng. Tuy nhiên, bé trai và bé gái con anh thì đều bị sốt khá cao, cơ thể mệt mỏi. Suốt 3 ngày, vợ chồng anh theo sát các triệu chứng và cho con uống thuốc hạ sốt kịp thời. Đến ngày thứ năm, anh Huân thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi. Tình trạng này thường xảy ra vào buổi sáng và đến chiều thì đỡ hơn không chỉ có vậy anh bắt đầu thấy mất khứu giác và đau họng vợ sử dụng hành tỏi nấu ăn thơm phức nhưng khi đó anh hoàn toàn không ngửi thấy gì lúc này anh huân tự nhủ phải lạc quan tiếp tục ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng uống nước cam để tăng đề kháng uống viên vitamin tổng hợp đặc biệt anh còn xông mũi họng bằng gừng xả hàng ngày ba ngày sau anh thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn bắt đầu tìm lại được khứu giác khi test gen âm tính thì khứu giác anh đã hoàn toàn trở lại bình thường vì đã cùng vợ tìm hiểu rất kỹ về đặc trưng của virus SARS-CoV-2 nên anh Huân biết, khó nhiều bệnh nhân bị virus tấn công vào phổi, làm suy hô hấp dẫn đến thiếu oxy và bị đông máu, không xử trí kịp thời dẫn đến tử vong. Nhiều bệnh nhân ban ngày có thể khỏe mạnh, nhưng về đêm có thể bị thiếu oxy dẫn đến lượng oxy bị tụt dần. Chính vì vậy, trong những ngày bị bệnh, dù nhiều hôm khá mệt nhưng không khi nào anh Huân dám ngủ một mạch. Đêm nào, anh cũng hẹn đồng hồ báo thức lúc 0 giờ và 4 giờ để dậy đo oxy cho cả nhà. May mắn thay, lượng oxy trong máu của các thành viên trong gia đình luôn trên 95 nên không phải dùng tới bình oxy hay thuốc chống đông máu. Chuẩn bị rồi nhưng mà bị ế là một may mắn. Anh Huân nhớ lại những ngày chiến đấu với Covid-19 đã qua. Trong những ngày chiến đấu với Covid-19, để đảm bảo dinh dưỡng cho gia đình, anh đặt mua thêm thực phẩm qua mạng rồi nhờ nhân viên giao tới đặt ở cửa. Khi nhân viên giao hàng rời đi, anh mới ra cửa lấy. Đến bữa ăn vợ anh sẽ là người xuống nấu sau đó mỗi người xuống lấy đồ ăn về phòng mình ăn anh hôn cho biết dù cả nhà cùng bị dương tính nhưng gia đình vẫn cố gắng hạn chế tiếp xúc bố mẹ chỉ hỗ trợ con lúc ăn uống còn cơ bản các con tự lo sinh hoạt cá nhân của mình anh làm như vậy là để đề phòng trường hợp có thành viên nào đó khỏi trước sẽ không bị tái nhiễm trở lại trước đó các bé cũng đã nghe nhắc nhiều đến virus corona rồi và biết là nó rất ghê nên khi test dương tính Vợ chồng tôi dù rất lo nhưng vẫn bình tĩnh trấn an các con, chúng tôi động viên rằng các con cố gắng ăn nhiều lên để có sức khỏe, chiến thắng con virus. Vậy nên các cháu rất nghe lời, ăn đều đặn các bữa, chịu khó uống thuốc. Anh Huân kể thêm, sau 10 ngày, anh Huân thở phào nhẹ nhõm khi test nhanh thì tất cả thành viên đều âm tính. Nhìn lại quá trình chiến đấu với virus, anh Huân nhắn nhủ, nếu không may bị Covid-19, điều đầu tiên là mọi người phải giữ vững tinh thần lạc quan vì yếu tố này rất quan trọng. Khi các triệu chứng rõ nét hơn, người bệnh sẽ thấy biến ăn nhưng tuyệt đối không được bỏ bữa. Phải cố gắng ăn uống đủ chất, các loại thực phẩm và trái trái cây bổ dưỡng, uống nước cam hàng ngày, bổ sung vitamin. Ngoài ra, người bệnh không nên nằm yên một chỗ, hàng ngày nên tập thể dục vận động nhẹ nhàng, có thể chăm sóc cây cối trong nhà, nghe nhạc thư giãn. Cùng nghĩ tới những chuyện vui để tinh thần tốt hơn. Hiện tại gia đình anh Huân vẫn đảm bảo cách ly tại nhà và chờ trung tâm y tế phường lấy mẫu xét nghiệm PCR vào ngày thứ 21. Anh cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm của bản thân tới những người không may bị nhiễm Covid-19 để mọi người có thêm niềm tin chiến thắng căn bệnh này. Hồng Anh, ảnh, nhân vật cung cấp. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.